Em xin kính chào thầy cô, chào cả nhà. Tên đầy đủ của em là Nguyễn Trọng Thăng, mã định danh của em là 2208 nhà 121. Em tới từ Yên Thế, Bắc Giang. Em rất là trân trọng biết ơn cái sự hiện diện của mình ở trong lớp học Mentor K04, được đắm chìm hòa mình trong cái môi trường rèn luyện, lộ trình rèn luyện hưởng thụ học tập để trở thành mentor, để được trưởng thành, cái sự trưởng thành tận cùng của con người, đó là bảy sự giàu toàn diện. Hôm nay sau cái buổi học số 9 ngày 19 tháng 5 năm 2023, em nhận được những cái bài học sâu sắc như sau. Cái thứ nhất là thầy đã chia sẻ về cái quản trị tâm thức về quả. Mình mong muốn có được một cái quả tốt ấy, thành quả tốt, thì mình phải khởi tạo cái mong muốn tột cùng, rõ thông con đường và tạo lập phương tiện. Những câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao để bạn khởi tạo được cái mong muốn tột cùng, hay nói cách khác là mong muốn tột cùng là gì? Thì thầy đã chỉ điểm rằng là cái việc mà bạn lặp đi lặp lại rõ nét cái hình ảnh trong tâm trí, đó chính là cái mong muốn tột cùng của bạn. Lặp đi lặp lại rõ nét cái hình ảnh trong tâm trí của bạn, cái mong muốn thuận chiều của bạn, cái đích mà bạn muốn hướng tới, làm rõ điều đó trong tâm trí của bạn, đưa trạng thái rung động năng lượng về trạng thái cân bằng của hướng dương, sẽ giúp mình rõ thông con đường mình thiết lập, cái tạo lập cái phương tiện để mình đạt được cái mong muốn của mình. Và phải luôn luôn cân bằng hướng dương và cái quả mong muốn. Ồ, wow lên. Khi mà mình có quá nhiều mong muốn nhưng mà mình hãy chỉ tập trung vào quản trị một hình thôi, một cái quả như ý thôi, cái quả như ý đó, một cái hình đó bao gồm luôn là gì ạ? Là nghề ước mơ, cuộc sống ước mơ và cảnh giới cuộc sống. Một cái điều số 2 đó là thầy có chia sẻ về cái quản trị tâm thức về nhân. Vậy muốn quản trị tốt tâm thức về nhân thì cần phải phát triển khái niệm nguồn, thông tuệ thấu suốt các khái niệm nguồn. Cụ thể là khái niệm nguồn có lợi. Quản trị tâm thức về duyên thì cần nâng cao nhận thức về con người. Và đúng, em rất là trân trọng biết ơn những cái tri thức mà thầy hôm nay chuyển giao. Khi mình đã quản trị được tốt cái tâm thức về quả thì nó rất là nhẹ nhàng. Ồ, vậy từ bây giờ mình có làm gì đi chăng nữa thì mục tiêu của bạn là gì? Mình làm cái việc này. Việc làm của tôi, mọi việc làm của tôi đó là tôi hướng tới chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là hướng tới sự trưởng thành tận cùng của con người, đó là bảy sự giàu toàn diện. Đúng là khi mình có được cái tâm thái này thì tất cả mọi việc mình đang làm thì đều hướng tới cái đó này, đều hướng tới cái sự trưởng thành tận cùng của con người. Và em tự nhận thấy khi mình có một cái tâm thái như như vậy rồi thì mình làm mọi việc rất là nhẹ nhàng, rất là năng lượng và lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ từ trong tâm. Em xin
trân trọng biết ơn những tri thức thầy đã chuyển giao, trân trọng biết ơn cả nhà mình đã lắng nghe, đã biết